Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Có tin 9 lần đá luân lưu ở Euro và World Cup, tuyển Anh thua tới 7 lần. Trận thua của tuyển Anh trước Italia trong loạt suốt luân lưu ở chung kết Euro 2020 nối dài thành tích tệ hại của Tam sư trong 9 lần phải thực hiện loạt đá đầy may rủi ở các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Gareth Gate trở thành tâm điểm của những chỉ trích khi lựa chọn các cầu thủ trẻ Marcus Jason Sancho và Bukasaka thực hiện loạt sút luân lưu và khiến tuyển Anh thất bại trong trận chung kết Euro 2020 trước Italia, trong khi hai cựu binh Harry Kane và Harry Maguire đều thực hiện thành công ở hai lượt sút đầu tiên, nhưng Rashford ở lượt sút thứ ba đã sút bóng đập cột dọc đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Việc Rashford đá hỏng đã giúp Italia cân bằng tỷ số 2, 2 sau ba lượt sút đầu tiên và họ tự tin thực hiện thành công ở lượt sút thứ tư. Sancho trước áp lực tâm lý đã tiếp tục thực hiện không thắng được thủ thành Donnarumma nhưng giáo ghi nho của tuyển Italia ở lượt suốt thứ năm cũng không thắng được thủ thành tích pho để giúp tuyển Anh níu giữ lại hy vọng. Đáng tiếc sự lựa chọn Saka ở lượt đá thứ năm của huấn luyện viên Gatte đã phải trả giá, khi cầu thủ mới 19 tuổi không đủ bản lĩnh để đánh bại thủ thành Donnarumma và khiến Tam sư thất bại nhìn đội bóng áo thiên thanh giành chức vô địch. Với thất bại trong loạt suốt luân lưu ở chung kết Euro 2020, tuyển Anh nối dài chuỗi thành tích tệ hại ở loạt đá đầy may rủi tại các giải đấu lớn hiện đội tuyển Anh mới chỉ hai lần giành chiến thắng trong chín loạt luân lưu ở các trận đấu thuộc Euro World Cup, tỷ lệ thắng 22%. Tỷ lệ đó theo thống kê của Opta là thấp nhất trong các đội tuyển châu Âu từng tham gia vào ít nhất ba loạt luân lưu khác nhau. Những đội có thành tích kém trong loạt suốt luân lưu như Hà Lan hay Pháp vẫn xếp trên đội tuyển Anh. Thất bại của đội tuyển Anh đã khiến huấn luyện viên KZKT không thể xóa được nỗi buồn 25 năm về trước khi chính ông cũng là cầu thủ thực hiện hỏng lượt sút luân lưu cuối cùng trong trận đấu giữa tuyển Anh và tuyển Đức ở bán kết Euro 1996. Kết quả đá luân lưu của tuyển Anh tại các kỳ Euro và World Cup. 1. Bán kết World Cup 1990, thua Đức 4, 5, 2, Từ kết Euro 1996, thắng Tây Ban Nha 4 đến 23, bán kết Euro 1996, thua Đức 6, 7, 4 vòng 2 World Cup 1996, thua Argentina 5, 6 tứ kết Euro 2004, thua Bồ Đào Nha 7 đến 8, 6, tứ kết World Cup 2006, thua Bồ Đào Nha 1 đến 3, 7, tứ kết Euro 2012, thua Italia 2, 4, vòng hai World Cup 2018, thắng Colombia 5, 49 chung kết Euro 2020, thua Italia 2, 3, sông Lam,